dạ hiếu phan vlog xin gửi lời chào thân thương và trân trọng nhất đến quý vị khán giả cũng như là các bạn quay trở lại với kênh tin tức của hiếu phan vlog trước khi vào nội dung cho hiếu lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc và sau đây là nội dung chi tiết hiếu mời quý vị cùng lắng nghe hiếu chia sẻ ạ à. Dạ, xin kính thưa quý vị khán giả đến với nội dung tiếp theo trong ngày hôm nay của video này thì Hiếu xin tiếp tục cập nhật câu chuyện của Thiền Am bên bầu vũ trụ để gửi đến cho quý vị khán giả được biết và đặc biệt là những khán giả đang yêu mến Thiền Am, yêu mến các bé ở nơi đây thưa quý vị, Đó, thì Hiếu biết rằng là quý vị đang theo dõi câu chuyện này từ khá lâu và cũng quan tâm rất là đặc biệt và lo lắng cho Thiền Am bên bầu vũ trụ thì thật sự quý vị khán giả là thiền am hiện tại không có một ngày sống yên ổn bởi dư luận và truyền thông thưa quý vị thì mới đây thôi hiếu có cập nhật được một bài báo khi mà hiếu đọc cái tiêu đề của bài báo này thôi là mình cảm thấy rất là uh, bức xúc cũng như là không thể nào mà tin được là họ lại viết cái tiêu đề như thế này thưa quý vị mặc dù là có ghét thiền am như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không nên để một cái tiêu đề như thế này khi mà chưa có câu kết luận hay là trả lời nào từ bên phía cơ quan chức năng mà họ đầy đủ pháp lý để xử lý thiền am thưa vị. Nhưng mà thời gian trước đây thì Hiếu cũng đã từng nghe là bên phía cơ quan chức năng, đặc biệt là đoàn liên ngành của tỉnh Long An cũng đã từng đến đây để mà kiểm tra. Nhưng mà câu trả lời cuối cùng của họ là gì? Đó là không có đủ pháp lý để mà xử lý thiền am bên bầu vũ trụ. Thì ngày hôm nay báo lại tiếp tục Bơi móc cái sự việc Và viết ra những cái nội dung như thế này Thì Hiếu xin chia sẻ Tường tận cho quý vị nắm rõ Và sau đó thì Hiếu cũng xin chia sẻ Phản ứng của Thiền Am như thế nào Khi mà bị uh, Dư luận cũng như là báo chí chỉ trích uh, Thời gian gần đây rất là nhiều Sau khi mà bà Nguyễn Phương Hằng Tham gia vào cái câu chuyện này nha quý vị Thì Hiếu xin đọc cái bài báo này cho quý vị nghe Nội nhìn thấy cái tiêu đề Trên màn hình thôi là quý vị cũng sợ gai ốc rồi đúng không ạ À, họ nói như thế này Tịnh thất Bồng Lai bị phơi bài thêm bí mật động trời, đám giả sư đối diện tù một gông vì lý do này. Thời gian gần đây sau khi truyền hình Long An phát phóng sự sự thật về Tịnh thất Bồng Lai được phơi bài, trong đó có nhắc tới về mối quan hệ của một số thành viên tại Tịnh thất, dư luận tiếp tục đổ dồn sự quan tâm chú ý vào cơ sở này. Cụ thể ông hồ trường ca chủ tịch ủy ban nhân dân xã hòa khánh tây trả lời phỏng vấn của truyền hình long an rằng địa phương đã làm giấy khai sinh cho ba em nhỏ ở tỉnh thất và đều có mẹ phần cha thì bỏ trống À thì uh, có một số uh, vị khán giả cũng hỏi hiếu là trong cái video trước ông hồ trường ca là ông gì mà ông này có những cái nhận định sao nó không có được công tâm đó và nhận định một cách rất là tiêu cực về tỉnh thất bồng lai thì hôm nay hiếu xin cho quý vị biết ông hồ trường ca chính là ông chủ tịch ủy ban nhân dân xã hòa khánh tây nơi mà thiện an minh bầu vũ trụ đang lưu trú thưa quý vị nó thì báo viết tiếp như thế này liên quan tới vụ việc báo tuổi trẻ thông tin ngày 7 tháng 11 sở nội vụ tỉnh long an cho biết vừa có đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục để kiểm tra tại hộ bà cao thị cúc ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa nơi tự xưng là tỉnh thất bồng lai còn gọi là thiền am bên bờ vũ trụ nó giống như hiếu nói ở trên là uh, trước đây thì cũng có đoàn kiểm tra liên ngành để mà đến kiểm một vài lần rồi và ngày 7 tháng 11 vừa qua thì cũng có đoàn kiểm tra liên ngành để mà đến đây kiểm tra nữa nhưng mà câu trả lời cuối cùng của họ uh, là gì là chưa đủ pháp lý để mà xử lý thiền am bên bờ vũ trụ thưa quý vị đó thì quý vị hãy yên tâm và tiếp theo thì ông nguyễn văn mưng trưởng ban tôn giáo tỉnh long an cho biết cơ quan chức năng tỉnh này nhiều lần xác định hộ bà cao thị cúc không phải là cơ sở tự viện phật giáo những người ở đây đều không phải là tu sĩ phật giáo theo quy định của giáo hội phật giáo việt nam và các luật pháp liên quan Thì như vị cũng đã từng nghe là bên phía Thiền am Đặc biệt là thầy ông nội cũng đã từng nói Đây không phải là chùa, cũng không phải là cơ sở Mà đây chính là nhà mà họ tu tại gia, thưa quý vị Cho nên là các cái gì mà báo chí nói là vi phạm vào cái quy định của giáo hội Phật giáo Việt Nam Cũng như là các cái luật pháp liên quan trong giáo hội Phật giáo Việt Nam là hoàn toàn chưa thật sự chính xác, thưa quý vị đó thì báo viết tiếp như thế này. Gần đây liên tục xuất hiện nhiều thông tin về việc có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, lợi dụng trẻ em vận động kêu gọi từ thiện. Có nhiều việc làm trái với lương thường đạo lý nên Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tiếp tục chỉ đạo các sở ngành của Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa kiểm tra. Nó thì họ lúc nào cũng nói là chỉ đạo và kiểm tra nhưng mà có thấy xử lý gì đâu, đúng không ạ? À? đó thì không biết là họ kiểm tra được cái gì nhưng mà báo thì ngày nào cũng thấy gỉ gã và đăng những cái bài như thế này thưa quý vị và họ cứ nói rằng là ở đây là lợi dụng tôn giáo để mà trục lợi cũng như là lợi dụng trẻ em vận động kêu gọi từ thiện Nhưng mà Hiếu thấy là đâu có kêu gọi gì đâu thưa quý vị. Thì đây là những đứa trẻ quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình. Các bé rất là dễ thương và được lòng mạnh thường quân. Ai muốn cho quà thì cho, ai muốn cho tiền thì cho. Đó là quyền riêng tư cá nhân của mọi người khi mà họ đóng góp uh, cho các bé ở đây đúng không ạ? À? Chứ bên phía thiền am thì không có đòi hỏi. Cho nên là những Mạnh Thường Quân không lên tiếng thì thôi, đúng không ạ? À? Cái việc mà Mạnh Thường Quân có giúp đỡ hay không thì uh, Mạnh Thường Quân phải lên tiếng chứ. Còn đằng này báo chí nói là lợi dụng giả sư trục lợi, lợi dụng trẻ em để kêu gọi từ thiện, nhưng mà chứng cứ thì chưa thấy đưa ra thưa quý vị. Đáng lẽ là phải à, nhân vật nào uh, Mạnh Thường Quân chi cho, cho cho thiền am bao nhiêu rồi bên A, bên B nó nhận như thế nào, tiền bạc như thế nào nó cũng phải rõ ràng, đúng không ạ? À? phải có uh, cơ sở đầy đủ chứng cứ nhưng mà ở đây thì báo chỉ nói chung chung thôi là giả tu uh, lợi dụng tôn giáo để trục lợi lợi dụng trẻ em để vận động kêu gọi từ thiện. Đó chắc là quý vị khán giả yêu mến Thiền Am cũng không hài lòng với cái uh, gì mà báo nói đúng không à Thì uh, tiếp theo là trước những cái thông tin trên thì Nhất Nguyên và Hoàng Nguyên cũng đại diện cho tỉnh Thất Bồng Lai thì hai người này cũng đã từng lên tiếng và khẳng định là các trẻ đây đều là trẻ mồ côi thưa vị đó và đặc biệt là trong một cái chia sẻ mới đây trên tờ báo pháp luật và bạn đọc thì hiếu cũng có cập nhật là nhất nguyên còn tiết lộ thêm về những cái quy tắc bất di bất dịch nó nhận nuôi dạy trẻ nơi đây Nhất Nguyên còn cho biết là khi người mẹ đã quyết định giao con cho Thiền Am bên bầu vũ trụ nuôi Thì trong 10 năm đầu sẽ không được gặp mẹ à uh, ruột của uh, các bé thương. Thì uh, như quý vị cũng đã biết trong trường hợp này thì trước đây có một bé ánh tâm khoảng 3 tuổi thôi khi mà Thiền Am nuôi tới cái tuổi này rồi á thì người mẹ đến uh, xin bắt bé về thưa vị cho nên là Thiền Am cũng sợ là những đứa bé sau này nó cũng sẽ uh, gặp trường hợp như Ánh Tâm cho nên là Thiền Am mới đặt ra một cái quy tắc là bất di bất dịch trong uh, 10 năm đầu là không có cho mẹ của các bé gặp mặt nhưng mà sau 10 năm thì các mẹ vẫn đến gặp các bé bình thường thưa quý vị. Nếu mà trong 10 năm đầu không có gặp được mặt các bé thì các bà mẹ vẫn có thể gọi điện hỏi thăm. Đó, đó là chuyện bình thường theo những gì mà Thiền Am chia sẻ thưa quý vị. Và Thiền Am còn cho tiếp là nếu mà chúng tôi cho các bé gặp mặt mẹ đó thì các bé sẽ nhớ nhung mẹ cũ của nó điều đó sẽ trở thành sự ràng buộc giữa người mẹ và đứa con và đặc biệt là bên phía thằng Am cũng nói là muốn tránh cái việc là họ lợi dụng thưa vị nhờ nuôi nhờ nuôi hộ một thời gian rồi sinh lại bé như một vài trường hợp đã từng xảy ra trước đây cũng như là bé Ánh Tâm mà Hiếu đã à, kể cho vị nghe đó biết là ngay sau khi mà cái phát ngôn này của bên phía Thiền An bên bầu vũ trụ đặc biệt là Nhất Nguyên và Vàng Nguyên thì phần lớn cư dân mạng đều tỏ ra vô cùng không hài lòng thưa vị đây là những người mà không yêu thích Thiền Am nha họ ghét Thiền Am lúc nào cũng chống đối Thiền Am cho nên là họ không có hài lòng với cái cách mà lý giải của bên phía Thiền Am thưa vị thì nhiều người còn cho rằng dù nhận con nuôi các bé nhưng hành động trên chắc khác nào là chia cắt tình mẫu tử đó họ nói là những cái trường hợp trên đó mà không cho mẹ gặp con á, thì chẳng khác nào là chia cắt tình mẫu tử của họ thưa vị thì thiền am bên bờ vũ trụ họ cũng giải thích rất là rõ ràng đây là thông tin nói về cái bài báo mà họ đã đăng tải về thiền am bên bờ vũ trụ và tiếp theo sau đây thì hiếu xin chia sẻ cái phản ứng của thiền am bên bờ vũ trụ như thế nào và đặc biệt người đại diện đứng ra lên tiếng không ai khác chính là thầy hoàng nguyên thì thầy hoàng nguyên có nói như thế này đây đây có lẽ là bài thơ thưa vị thì Hiếu xin đọc cái bài này cho quý vị nghe nha. À, các bạn sống giữa đời thế tục, bản thân mình tâm đục hay trong. Có khi tội lỗi chất chồng, mà bạn lại tưởng bạn không lỗi gì. Thấy sờ sờ, chắc chi đã đúng. Cầm sờ sờ, nhưng cũng vẫn sai. Mình không trong cuộc của ai, đừng nên phán xét, chê bai, làm gì. Đó, đây là cách đá xéo của uh, Hoàng Nguyên đối với những ai mà chỉ trích thiền am bên bờ vũ trụ trong thời gian vừa qua và đặc biệt là thời gian gần đây không ai khác chính là bà Nguyễn Phương Hằng thưa quý vị đó để xem là cái sự việc này tiếp theo như thế nào thì Hiếu cũng sẽ tiếp tục cập nhật cho vị được biết và tiếp theo sau đây thì Hiếu xin chia sẻ một bài bình luận của một vị khán giả rất là hay cũng rất là yêu mến Thiền Am sau khi mà nghe hàng loạt ồn ào về cái câu chuyện này kể từ khi mà bà Nguyễn Phương Hằng tham gia nhé vị thì vị khán giả này cho Hiếu xin được dấu tên. Vị khán giả nói như thế này. Trước đây không theo dõi về thiền am, mình chỉ nghe qua báo chí. Các nhà chức sắc chính quyền, chức sắc Phật giáo chỉ trích lên án. Mình cứ tưởng thiền am là không ra gì. Nhưng đến khi Phương Hằng chửi thiền am, tìm hiểu mới thấy. Hoàng toàn những lời buộc tội vu vơ suy diễn không căn cứ. Thiền am bị ghét do thành kiến, do dư luận biêu xấu, quan xã, nhà báo mà chỉ căn cứ vào giấy khai sinh đã kết luận người ta là mẹ con quyết thống. Chức sắc to trong giáo hội gọi người ta là tu giả, giả tu để trục lợi. Khi người ta không chịu theo mình, xin các vị sư đã tu hành thật thì đừng sân si với những người khác. Bá tánh đã cúng dường cho các chùa truyền rất nhiều tiền bạc, các vị sống rất thoải mái. Thậm chí giàu có xa hoa, xe sang, chùa đẹp bằng tiền của bá tánh. Các vị đừng sân si khi người khác yêu mến những đứa trẻ tài năng mà ủng hộ chút tiền bạc cho họ. Các vị lợi dụng quá nhiều rồi, đừng tị nạnh gọi họ là lợi dụng cái gì đó để trục lợi. Đó, đây là bài viết của một vị khán giả, một bài viết rất là sâu sắc đúng không quý vị? Quý vị nghĩ như thế nào về bài viết này khi mà một vị khán giả này kêu các vị mà đang tu ở trong uh, chùa cao Phật lớn đó, uh, thậm chí là giàu có xa hoa đi xe sang chùa đẹp, nhưng mà đó là cũng là tiền của bá tánh, nó và kêu gọi các vị là đừng có sân si khi người khác yêu mến những đứa trẻ tài năng ở nơi đây thưa vị và uh, vị khán giả cũng nói đó là những gì uh, chút tiền bạc mà họ dành cho các bé mà thôi, cho nên là các vị đừng có vì lợi ích quá nhiều. Các vị đừng có ganh tị với họ nữa, mà hãy để cho họ có được cuộc sống bình an và hạnh phúc thưa vị. Và cũng đừng có nói là họ lợi dụng cái gì đó để mà trục lợi. Đó, đây là cái bài viết của một vị khán giả rất là hay. Cho Hiếu xin gửi lời cảm ơn vị khán giả này rất là nhiều. À, thì quý vị nghĩ như thế nào về cái nội dung trong cái video ngày hôm nay, đặc biệt là bài bình luận này của vị khán giả mà Hiếu dấu mặt. Đó, thì rất mong là vị khi xem hãy để lại một like, một đăng ký, bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất mà Hiếu đăng tải lên cho vị được biết. Thường thường thì Hiếu tải nội dung cũng như là chia sẻ video lên cho vị vào lúc khoảng 6 giờ đến 7 giờ sáng ở Việt Nam và buổi chiều thì khoảng 2 giờ đến 6 giờ chiều Việt Nam thưa quý vị. Cho nên là Hiếu rất mong quý vị hãy đón xem ạ. À. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Video đến đây cũng đã dài cho Hiếu xin được kết thúc và tạm dừng ở đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị ở trong những video tiếp theo. Một lần nữa kính chúc cho quý vị khán giả cùng gia đình của mình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ cho Hiếu xin kính chào, tạm biệt. I love you all. Thank you so much. See you next time. Bye bye.